Người ta hay kể về những câu chuyện ma trong những căn nhà hoang hay những căn hộ chung cư bị ám. Tôi chẳng tin đâu, bởi vì trên đời này làm gì có ma, mà dù có đi nữa, sao tôi chẳng bao giờ nhìn thấy chúng, hoặc ít nhất thì chúng sẽ chẳng bao giờ có trong căn nhà của tôi. Hôm nay là ngày cuối tuần. Như thói quen thường lệ, tôi lại lướt web, đọc và cập nhật vài tin tức trong tuần. Bất chợt, tôi lướt qua một bài viết khá thú vị trong chương mục Tâm Linh. Cách để gặp ma. Đây có vẻ chỉ là một cái trò nhảm nhí. Nhưng thôi, cứ thử cho biết. Tôi xuống bếp để chuẩn bị một số vật dụng để gọi hồn ma. Bây giờ cũng đã là 2 giờ đêm. Tôi nghĩ tôi đã từng nghe ai đó nói về ma cỏ vào lúc 12 giờ đêm chứ nhỉ? Nhưng để xem nào. Bao gồm có muối, mảnh vải đen và cả một con dao. Sau đó thì bịt mắt lại và tắt hết cả đèn trong nhà. Đúng là nhảm nhí thật. Tôi cho một ít muối vào tay trái. Tay phải thì lăm le con dao sắc nhọn. Giờ thì đi kiếm một căn phòng trống, sau đó đóng cửa lại. Và tôi tiếp tục làm theo hướng dẫn, gõ lên chiếc cửa ấy 3 lần. Tôi đã từng xem một bộ phim kinh dị, đừng gõ cửa 2 lần. Nhưng có lẽ ngoài đời thực, sẽ không ghê rợn đến thế. Tôi gõ cửa lần thứ nhất. Có ai ở đó không? Không gian vẫn im lặng. Tôi tiếp tục gõ cửa lần thứ hai. Xin hỏi, có ai ở bên trong không? Chiếc cửa kia vẫn lặng thinh. Thế là tôi tiếp tục gõ cửa lần thứ ba. Chiếc cửa kia vẫn im bặt, lặng thinh. Tôi nói thì thầm như thể có người đằng sau cái cánh cửa im lặng kia, trong cái căn phòng vắng vẻ ấy. Nếu không tiện, tôi sẽ đợi bạn ở ngoài. Tôi vẫn tò mò, lén nhìn bên trong chiếc cửa qua cái khe hở trên cánh cửa. Đèn bên trong đã tắt, tối quá. Nhưng hình như bên trong có ai đó đang di chuyển. À mà thôi, đó cũng chỉ là sự tưởng tượng mà thôi. Bây giờ chỉ có việc sang phòng khác và chờ nó xuất hiện. Đã đợi mãi ở đây rồi, mà sao chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả nhỉ? Bất thình lình, cánh cửa tôi đã chốt rất kỹ, lại tự động mở khóa, và cánh cửa mở ra. Tôi giật mình như rớt tim ra ngoài. Trời đất quỷ thần ơi, có thật đấy à? Hai tay tôi bắt đầu tê cóng, đến mức không thể mở được cái bịt mặt ở trên đầu. Mồ hôi tôi lạnh vãi hết cả ra. Chết tiệt. Sau một giây lúc cố gắng để mở cái bịt mắt ở trên đầu, tôi nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả nhỉ. Bầu không khí trong căn nhà đã trở nên u ám và lạnh teo, khiến tôi toát hết cả mồ hôi, chân tay cơ đứng. Chỉ dám bước từng bước một, rụt rè và thận trọng. Có vẻ như nghi lễ đã xong, tôi bắt đầu cuộc hành trình tìm ma. Nhưng tìm khắp cả nhà nhưng vẫn chưa thấy con ma nào. Chắc chắn là nó xạo rồi. Nhưng cái không khí này đúng thật là dễ sợ. Thôi, thì giờ cũng đã khuya,
Trò này nhảm nhí, nên dừng ở đây là được rồi. Tôi đi rửa tay, vẫn để đèn tắt và bước về giường. Thật là một ngày mệt mỏi quá. Chiếc màn hình tivi sáng lên giữa căn phòng. Ái chà, thế là tôi lại quên tắt đèn máy tính à? Tôi ngồi dậy, đến gần chiếc máy tính để bàn còn sáng. Nhấn nút nguồn, nó rít lên một tiếng u thật dài, rồi tắt hẳn. Sau đó, tôi trở về giường.